Xin chào các bạn, tôi là Sơn Đào, nhà lãnh đạo kinh doanh và là một người đam mê khởi nghiệp. Hiện tại bây giờ có những startup được định giá hàng trăm triệu đô, thậm chí là ở Việt Nam chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái startup được định giá lên đến tỷ đô. Vậy thì tại sao cái từ khởi nghiệp, cái từ startup bây giờ lại đang hot đến như vậy? Và tại sao mọi người lại đầu tư được vào những cái công ty mà nó tốn nhiều tiền như vậy? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề đó nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trả lời ba cái câu hỏi chính. Thứ nhất, đó là startup là gì, startup được định giá như thế nào. Cái thứ hai là tại sao những cái startup đó được định giá cao đến như vậy. Cái câu thứ ba mà chúng ta cần phải hỏi đó là vậy thì cuối cùng cái giá trị cốt lõi mà các startup mang lại cho xã hội là bao nhiêu, và các startup đó liệu có tồn tại được đến cái thời điểm mà họ đạt được đến cái giá trị của họ được định giá vào thời điểm hiện tại hay không. Vậy thì cái startup được định giá như thế nào? Một cái công ty startup hay là một công ty khởi nghiệp ấy, thì họ sẽ có rất là nhiều vòng gọi vốn, và với mỗi vòng gọi vốn thì họ sẽ được định giá với một cái giá trị khác nhau. Khi mà chúng ta xem Shark Tank thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có rất là nhiều cái thuật ngữ được sử dụng. Thường là cái vòng gọi vốn đầu tiên thì chính là cái vòng gọi vốn mà chúng ta tự lấy tiền của bản thân, hoặc là chúng ta vay tiền của người thân với cái hứa hẹn là chúng ta sẽ trả lại trong tương lai. Đó chính là cái vòng gọi vốn đầu tiên của các bạn. Vòng gọi vốn thứ hai là gọi vốn của khi mà chúng ta gọi là những nhà đầu tư thiên thần ấy. Đó là những angel investor, là những người đã tin tưởng bạn và có thể là đầu tư với một số tiền khá là lớn để bạn đầu tư vào thời điểm ban đầu. Và số tiền đó có thể là 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, 100,000 đô la. Và đó là cái số tiền mà sẽ để các bạn bắt đầu phát triển cái mô hình kinh doanh của cái sản phẩm đầu tiên của các bạn, để các bạn có thể đi gọi vốn các vòng tiếp theo. Khi mà các bạn đã đạt được một con số nhất định, khi mà các bạn bắt đầu được ra được cái sản phẩm mẫu đầu tiên, một cái prototype, thì các bạn sẽ bắt đầu gọi vốn Series A của những nhà đầu tư. Nó gọi là như quỹ đầu tư mạo hiểm. Ví dụ như là khi mà chúng ta xem Shark Tank thì là Shark Dũng là một người đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm. Đó là quỹ Cyber Agent. Khi mà các bạn gọi vốn như vậy thì các Venture Capital thì thường là sẽ để ý đến cái việc là những công ty này có sản phẩm được hình thành rồi, và có thể là họ đã bắt đầu có được cái sự quan tâm của khách hàng, có thể là thậm chí bắt đầu có doanh thu, kiếm được tiền rồi. Thì các quỹ đầu tư mạo hiểm này bắt đầu đầu tư vào để nhân rộng cái mô hình kinh doanh này lên. Sau cái Series A đó thì chúng có Series B, Series C, Series D. Đó là chúng gọi vốn của những cái quỹ mạo hiểm khác, hoặc là gọi vốn của những cái quỹ đầu tư vào private equity mà quan tâm đến cái việc đầu tư vào những cái công ty còn chưa lên sàn. Và đến bước cuối cùng, đó là bước lên sàn, đó là khi mà chúng ta niêm yết chứng khoán và chúng ta bắt đầu bán chứng khoán của chúng ta lên cho đại bộ phận dân chúng, đều ai cũng có thể mua được. Vậy thì startup định giá như thế nào? Có rất là nhiều cái cách để định giá một startup. Chúng ta có thể định giá dựa trên mỗi cái bước đi của startup, chúng ta có thể định giá dựa trên doanh thu, chúng ta có thể định giá dựa trên lợi nhuận. Theo ý kiến cá nhân của tôi, cái cuối cùng ấy thì chúng ta phải nhìn vào cái vấn đề, đó là khi mà chúng ta làm kinh doanh ấy, thì cái con số cuối cùng mà chúng ta quan tâm đến đó là lợi nhuận. Vì thế cho nên là tôi nghĩ ra cái việc quan trọng nhất để chúng ta làm được khi mà chúng ta định giá một startup ấy, đó là lợi nhuận tương lai của họ là bao nhiêu. Khi mà chúng ta nói lợi nhuận ấy, thì chúng ta sẽ nói đến như là những cái khoản trả lại được cho nhà đầu tư hàng năm. Ví dụ như là khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty có lợi nhuận là 1 tỷ hàng năm mãi mãi, thì tôi sẽ tính toán cái giá trị hiện tại của cái việc lợi nhuận hàng năm 1 tỷ đó. Đó là 1 tỷ chia cho cái lãi suất của ngân hàng khi mà tôi gửi tiết kiệm chẳng hạn. Vậy thì ví dụ như là ở Việt Nam thì chúng ta cứ tính tròn là cái lợi nhuận gửi tiết kiệm là 10%, thì cái giá trị của công ty đó sẽ là 1 tỷ chia cho 10%, thì cái công ty đó hiện tại sẽ có giá trị là 10 tỷ. Đó là cái con số xem Shark Tank ấy, thì chúng ta hay nghe thấy, đó là cái cấp số nhân của lợi nhuận. Thì đó là một ví dụ. Vì vậy cho nên là với những cái công ty nào mà chúng ta muốn trở thành một cái unicorn, một cái startup, cái con số mà chúng ta hướng đến đó được định giá đó là cấp số nhân 10 của lợi nhuận. Các bạn muốn định giá công ty của mình lên tận 1 tỷ đô thì ít nhất là mỗi năm các bạn phải có một cái lợi nhuận đó là 100 triệu đô, và 100 triệu đô đó đã là 2.000 tỷ rồi. Một cái ví dụ đơn giản để chúng ta có thể có một cái điểm so sánh ấy, đấy là hiện tại Vingroup một năm lợi nhuận hiện tại đang rơi vào khoảng tầm 6.000 tỷ. Vậy thì kể cả là Vingroup mình chẳng nữa, nếu mà chúng ta tính theo cái multiple, cái cấp số nhân là 10, thì Vingroup mới trị giá có 60.000 tỷ thôi, tức là còn chưa đến 3 tỷ đô. Vì thế cho nên là chúng ta phải suy nghĩ xem là thực sự là chúng ta định giá cái startup như thế nào, hay là chúng ta đang đẩy cái startup lên quá cái giá trị thực của nó. Câu hỏi thứ hai mà chúng ta sẽ nói đến ở đây đấy là tại sao mà startup được định giá cao đến như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại thì những cái startup tỷ đô lên đến tận hơn 300 startup trên thế giới, và càng ngày thì sẽ lại càng có nhiều cái startup được định giá lên đến tỷ đô nhiều hơn. Vậy thì tại sao là như vậy? Theo tôi thì có một vài lý do chính như sau. Lý do thứ nhất, đấy là cái tình hình kinh tế thế giới hiện tại bây giờ đang phát triển rất là nóng trong những năm vừa qua, và chúng ta sẽ thấy rằng là các cái thị trường chứng khoán trên thế giới, chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán để chúng ta thấy rằng là cái kỳ vọng của nhà đầu tư vào thị trường hiện tại bây giờ đang khá là tốt trong những năm vừa qua. Ở Việt Nam thì là đã tăng lên từ năm 2015, còn trên thế giới thì cái tình hình kinh tế được kỳ vọng phát triển rất là tốt từ năm 2012 đến bây giờ. Chúng ta có thể nhìn vào
những con số, ví dụ như là VN Index, S&P 500, Nasdaq, Nikkei 225, đó là những cái chỉ số chứng khoán tại Việt Nam, tại Mỹ, tại Nhật, là những chỉ số chứng khoán của những cái thị trường chứng khoán lớn nhất. Thực chất ấy, thì cái kỳ vọng thì nó vẫn chỉ mang tính là kỳ vọng mà thôi. Vì khi mà chúng ta nhìn vào cái con số mà chúng ta quan trọng nhất ấy, đó là năng suất sản xuất của cái đất nước ấy, thì nó không phát triển nhanh đến như thế. Chúng ta sẽ nhìn được rằng là trên các chỉ số về index thì trong những năm vừa qua thì index trên thế giới phải tăng đến gấp 3 lần. Ở tại Việt Nam thì cũng như vậy đúng không? Ở trên thế giới cũng như vậy, tăng gấp đôi, gấp 3 lần là chuyện bình thường. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào con số GDP ấy, đó là con số tổng sản lượng sản xuất của cả nước, thì con số đó không tăng quá nhiều. Kể cả ở Việt Nam mỗi năm tăng 6% đã là quá nhiều rồi. Vì thế cho nên là theo tôi thì cái kinh tế bây giờ đang được kỳ vọng quá cao so với cái phát triển thực của nó. Đấy là một lý do mà tại sao startup được định giá rất là cao. Tại vì mọi người đều mong rằng là kinh tế sẽ phát triển như là thị trường chứng khoán, nhưng mà thực sự thì không như vậy. Vì thế cho nên các cái quỹ đầu tư mạo hiểm họ sẽ kỳ vọng cao hơn. Hơn nữa là họ sẽ có một cái dòng tiền thu lại được từ những cái startup khác của họ. Vì thế nên họ sẽ mạnh tay đầu tư vào những công ty mạo hiểm hơn, và họ sẽ định giá cao hơn. Vì họ mong rằng là khi mà họ bán ra thì họ cũng sẽ định giá được cái định giá của cái đợt gọi vốn tiếp theo cao hơn, để họ có thể bán được một phần cái cổ phần của mình. Cái lý do thứ hai mà tôi nghĩ rằng là startup bây giờ định giá quá cao, đó là họ bị nhìn vào những cái câu chuyện cổ tích. Chúng ta cũng biết rằng đó là Alibaba là một trong những cái công ty gọi là startup thần kỳ trên thế giới, khi mà họ phát triển cực kỳ nhanh và bây giờ là gọi là một cái thế lực lớn nhất thế giới trong câu chuyện thương mại điện tử. SoftBank là một trong những cái quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên đầu tư vào Alibaba trong cái thời kỳ mà Alibaba còn đang gọi vốn. Và SoftBank từ 20 triệu đô, bây giờ cái cổ phần của họ đã đáng giá là 80 tỷ đô, tức là tăng khoảng tầm 400 lần. Và đó là một cái câu chuyện cổ tích, và mọi người đều nghĩ là cái câu chuyện cổ tích đó có thể xảy ra lại đối với họ, đúng không? Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái điều đó là cái điều gần như là không thể. Vì rằng là chúng ta không thể lấy ra một cái ví dụ cổ tích mà chúng ta đầu tư vào những cái startup như vậy. Cái lý do thứ ba mà tôi nghĩ rằng là startup bây giờ định giá rất là cao ấy, đấy là một lý do mà chúng ta không nghĩ đến. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái công ty mà đầu tư và khởi nghiệp ấy, thì tại sao những cái nhà đầu tư mạo hiểm họ lại đầu tư vào những công ty như vậy và họ định giá cao như vậy? Tôi nghĩ rằng đâu đó trong cái cách đầu tư của những nhà đầu tư mạo hiểm ấy, thì quan trọng nhất của họ ấy, đó là họ muốn bán cái phần cổ phần của họ đi. Hay là trong startup ấy, chúng ta hay gọi là exit. Vậy thì các nhà đầu tư mạo hiểm khi mà họ đầu tư vào startup của họ ấy, thì họ phải tìm mọi cách để họ phát triển cái startup đấy lên. Và hai nữa là họ phải thổi giá. Ở đây tôi nhấn mạnh cái từ thổi giá. Vì chỉ khi nào mà họ thổi giá được, họ làm cho cái thị trường nó tự tin quá, nó kỳ vọng quá nhiều vào cái startup của họ, thì họ mới có thể bán được những cái phần cổ phần đầu tiên mà họ đầu tư vào. Và đó là những cái phần mà chúng ta có thể thấy là ở trên thế giới bây giờ sẽ có những cái startup mà khi mà họ phát triển lên thì họ muốn thổi giá lên rất là cao. Thế nhưng mà bây giờ thì thị trường cũng rất là dè chừng trong cái chuyện là những công ty startup như thế nào thì họ mới đầu tư vào. Ví dụ như là WeWork. WeWork là một cái startup về công nghệ, nhưng mà tập trung vào cái việc là phát triển những cái không gian làm việc chung. Và gần đây thì WeWork đang nổi lên rất là cao khi mà họ định giá quá cao trên thị trường chứng khoán, lên đến tận 50 tỷ đô. Thế nhưng mà bây giờ thì có thể cái định giá đấy nó sẽ tụt xuống tận 10 tỷ đô. Tại sao lại tụt xuống 5 lần chỉ trong vòng có 3 tuần như vậy? Đó là do chính cái quỹ đầu tư mạo hiểm của họ, khi mà họ đầu tư vào thì họ chỉ mong là thổi giá lên rất là cao để họ có thể exit, họ có thể bán được những cái phần cổ phần mà họ đã mua lại của WeWork vào những cái thời điểm ban đầu. Đó là cái chuyện đương nhiên của kinh doanh. Và thành công hay thất bại hay không thì đúng là tùy số thôi. Có một cái lý do nữa ấy, đấy là cái đích cuối cùng của rất là nhiều nhà đầu tư vào những cái thời điểm ban đầu ấy, đấy là mong chờ vào cái việc là cái công ty của họ được lên sàn. Và để kích thích cho cái việc lên sàn, để kích thích cho cái việc là thị trường phát triển ấy, thì ở nước ngoài, ở Mỹ chẳng hạn, thì họ đã cho phép những công ty, thậm chí là những công ty lỗ vẫn có thể lên sàn. Ví dụ như là Uber vẫn có thể lên sàn chứng khoán và bán được cổ phần ra ngoài. Nhưng mà cái điều đấy nó mang lại cái rủi ro khổng lồ dành cho tất cả những cái nhà đầu tư đại chúng, mà họ có thể mua được những cái chứng khoán của những công ty mà thậm chí là còn chưa bao giờ biết lãi là gì. Và tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam bây giờ, khi mà sàn chứng khoán Việt Nam chỉ cho phép những công ty nào kinh doanh có lãi mới được lên sàn. Cái điều này mới là cái điều mà đạo đức nên làm. Vì là nếu mà chúng ta cho phép những cái công ty đang lỗ mà lên sàn thì các cái quỹ đầu tư họ sẽ tha hồ mà thổi giá, và họ sẽ tha hồ mà vẽ ra những cái bức tranh quá xanh để được định giá công ty mình quá cao để họ có thể bán đi cổ phần của mình. Chính là những cái nhà founder, những cái quỹ đầu tư vào cái thời điểm bắt đầu startup họ sẽ bán đi được. Cái phần cuối cùng mà hôm nay tôi muốn nói đến ấy, đấy là chúng ta cần phải quay lại hỏi cái câu hỏi cốt lõi đầu tiên, đó là liệu những cái startup đó khi mà đẻ ra thì họ có thực sự giải quyết được vấn đề cho xã hội hay không. Đó mới là lý do, đó mới là cái động lực để
giúp cho startup hoạt động được, thế nhưng mà cũng là cái để định giá được chính xác cái startup thực sự là nó có đáng giá đến hàng tỷ đô hoặc là hàng trăm triệu đô như là bây giờ chúng ta vẫn hay nói những cái startup trên thế giới hay không. Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là với những cái công ty về thương mại điện tử ấy, thì tôi nghĩ rằng đó là những cái giá trị cốt lõi thực sự mang lại cái lợi ích cho xã hội. Trước đây thì chúng ta vẫn có những cái thói quen, đó là chúng ta chỉ đi mua sắm ở ngoài chợ, chúng ta chỉ mua sắm ngoài siêu thị. Thế nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta đã thấy những cái startup trên thế giới, ví dụ như là Amazon, ví dụ như là Alibaba, ví dụ như là ở Việt Nam thì chúng ta có Tiki, Lazada, đó là những cái ví dụ để thay đổi, để giúp cho con người chúng ta có thể có những cái giao dịch tốt hơn, nhanh hơn, dễ hơn, rẻ hơn, và đó mới là những cái giá trị cốt lõi mang lại được cho xã hội. Vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là thương mại điện tử sẽ là mang lại cái giá trị cốt lõi. Nhưng ở ngược lại, ở một số cái ngành hiện tại bây giờ thì chúng ta đang thấy cái nền kinh tế chia sẻ đang phát triển rất là nhiều, nhưng mà thực sự ấy, những cái công ty mà trong nền kinh tế chia sẻ thì bây giờ đang gặp rất là khó khăn trong cái chuyện là có biết là bao giờ họ có lãi hay không. Ví dụ như là Uber hay là Grab, trong cái thời kỳ kinh tế phát triển như thế này, trong cái thời kỳ kinh tế mà mọi người đều tiêu dùng rất là nhiều như thế này, họ nhưng mà họ vẫn lỗ. Vậy thì không biết là khi mà tình hình kinh tế đi xuống họ có lãi hay không, thì nó chỉ quay lại cái câu hỏi đó là cái giá trị thực sự họ mang lại cho xã hội có thực sự lớn hay không. Tôi nghĩ rằng là đối với những cái dịch vụ lái xe chia sẻ như vậy thì nó không thực sự có giá trị quá lớn để thay đổi cái behavior, thay đổi cái hành vi của khách hàng. Đối với những cái khách hàng mà sử dụng cái những cái dịch vụ của Uber hay Grab ấy, thì họ chỉ quan tâm đến cái việc là đi được từ điểm A đến điểm B một cách tiện lợi và rẻ nhất. Và trước đây thì chúng ta không có cái việc là chúng ta đặt được trên app điện thoại. Thế nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam bây giờ thì chúng ta rất là dễ để chúng ta đặt được taxi cũng bằng qua điện thoại luôn. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng MD, chúng ta có thể dùng G7 taxi, đó là những cái app mà chúng ta có thể gọi được taxi cũng tương đối dễ dàng, mà thậm chí là còn rẻ hơn đối với Uber và Grab. Trong cái giờ cao điểm khi mà Uber và Grab thì giá có thể nhân đến gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba lần. Vậy thì Uber và Grab chỉ trở thành những cái sản phẩm thay thế mà cái độ trung thành của khách hàng đối với những sản phẩm đó là không cao. Vậy thì tôi nghĩ rằng là cái trong tương lai thì Uber và Grab rất là khó để thực sự có thể cạnh tranh được trong cái thị trường vận chuyển này, vì nó chỉ là một cái sản phẩm thay thế chứ nó không thực sự giải quyết được một cái bài toán cơ bản để giúp được con người trong vận chuyển, thì đó là di chuyển nhanh hơn và rẻ hơn. Vừa xong là chia sẻ của tôi về cái nền khởi nghiệp mà hiện tại bây giờ chúng ta thấy là các cái công ty khởi nghiệp nó cứ đốt tiền liên tục, thậm chí là đối với rất nhiều công ty hiện tại bây giờ còn lỗ, không biết đến bao giờ mới lãi. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất với cái việc khởi nghiệp ấy, đấy là đốt tiền như vậy có xứng đáng hay không? Đốt tiền như vậy có thực sự mang lại cái giá trị lâu dài cho xã hội hay không? Đó mới là câu hỏi mà các nhà khởi nghiệp cần phải trả lời. Đó cũng là cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là thậm chí đối với công ty của tôi cũng phải suy nghĩ rất là kỹ để chúng ta có thể chọn được những cái mô hình kinh doanh đi cho nó đúng đắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào bạn. Nếu bạn đã xem đến hết video này rồi ấy, thì hãy bấm vào nút subscribe và bấm vào nút chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhé. Xin cảm ơn.